cảm ơn. Dạ, rẻ ở quý. Sai chị đấy. Chào mọi nha. Chào người Na Phương. Chào Hồng Thủy nha. Đến 10 người thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm mà bên em rồi mới về mấy là sản phẩm đấy ạ. Chị muốn nắng tác nhán ạ. Đến 10 người em sẽ giới thiệu nha. Mọi người sẽ like chim giùm em nha. Ai sẽ like chim nhiều thì sẽ được tăng hôm nay đấy. Tăng loài tăng tăng mặt nạ thì muốn mặt nạ lên dùng dưỡng trắng ạ thì muốn nha. Chào Lý Ngọc Ánh nha. À, chào Trần Ngọc Ánh. Chào Thường Coi nha. Thường Long Ánh cà phê. Rồi. Xem thì giới thiệu nha. Đây. Rồi em sẽ giới thiệu nha. Chào Cẩm Chí nha. Đây. Đây em mới về là sản phẩm này. Đấy là chế mặt nạ hồng sâm. Đấy là mặt nạ hồng sâm nha. Loại này là 200k. Loại này chỉ muốn nám tan nhăn. Làm giả cằn mịn ạ. Đây, cảm ơn với mọi người. Sau khi không hiệu quả thì sẽ được tăng sẽ được khoản tiền đây. Đây là một loại này nha. Tổ chung tổ lần. Mọi người sẽ là chính mẹ mà. Ai mà sẽ là chính mẹ thì sẽ được giảm giá. Do ai mà sẽ là chính với đất thì sẽ được giảm giá 200k giảm đến 180k nha. Rồi chị Phi. Ai mắc không muốn giảm giá thì sẽ được tăng này đấy nha. Tăng hai loại nữa. Không muốn giảm giá thì sẽ được tăng hai loại mặt nạ thì muốn tăng hai loại này thì giá 30k. Con đem mới chi quảng cáo bên chi nhập hàng về mới. Đây, loại này là 200k mới. Nếu mà chưa xảy ra chim chú chi ạ thì sẽ được tăng loại này. Em nếu mà mua, nếu mà có mua thì để lại số điện thoại dưới comment của em nha. Đây, cho Nguyễn Văn Thái đây. Loại này 200k mua giờ thì sẽ được tăng này. Chưa xảy ra chim không xảy được một tăng 2 đến 1 gói này nha. Loại này nằm nửa xung được nha. Đây. Chào Phương Chi. Còn loại này loại thứ hai này. Loại này là cùng chim mùn. Rồi là làm da cá mịn không hao. Giúp làn da khỏe mạnh. Đây. Loại này 200k. Ai chưa xài live chim với là mua thì để lại số điện thoại nha. Chưa xài live chim với mua xưa thì thầy được tăng hai loại này ạ. Đây. 200k. Ai chia sẻ là 9 giờ với là mua đặt mua giờ thì sẽ giảm giá đến 180k nha. Và ai không muốn giảm giá thì sẽ được tăng 2 gói đấy ạ. Nắm đồ xuống nó hết nha. Ui, nó hàng xuống. Ai mua thì để lại số điện thoại cho em nha. Bên em sẽ có nhân viên vô tư vấn ạ.
của hãng là sản phẩm, một là mặt nạ của La Gain Bacca, hai là mặt nạ hồng sâm. Mặt nạ của La Gain Bacca dùng dưỡng trắng da mà làm nhìn giá nhá. Đây, đây là mặt nạ Bacca. Đây là mặt nạ Bacca nhá. Loại này 200 gái mà đặt sơ thì chờ và chờ chạy lại chỉ mất chạy được tăng hai gói này nhá. Nắm được dùng được nhá. Đây. Đây là bột của mặt nạ Bacca nhá. Cái này không dễ dễ dùng lắm mau bột là rất sớm nhé. Con đế là đây là cả loại mặt nạ mới về. Loại này lấy xì đi lấy xì là mấy hai ca một gói nha, do đang miễn phí là 12k một gói nha. Chi muốn làm ta nhanh nha, cho hai người mới có gói nha. Hai loại này á, loại này là chi giúp cản da nè, rồi là làm giả cản mình á. Còn loại này là nám tan nhan chi mụn, loại này là đá nắng á. Loại này là đá nắng nha, giúp cản da, làm giả cản mình nè, chi mụn đây giúp tốt lắm, đi hiệu quả lắm. Bạn nào đã tin xíu đẹp vậy nha. Loại này lấy chỉ là một gói 12k nha, chỉ cần nơi không không lấy tiền nha. Nếu mà anh Dung có trong một thời gian Dung không hiệu quả thì sẽ hoàn lại tiền nha. Đây rồi, đây là mặt nạ hồng sâm à. Đây này 200k, ai muốn liên thì em sẽ giảm giá nhá. Chắc là anh nhá. Cái này là 200k, ai mà muốn giúp và chia sẻ lại chỉ mất thì sẽ được giảm giá 100k, 180k. 200k chia sẻ live stream với là đặt mua sơ. Thì nếu mà ai đặt thì để lại số điện thoại nhá. Sẽ có người bên em tư vấn nhá. Loại này 200k. Ai đặt thì sẽ được, nếu mà ai đặt thì sẽ được giảm giá đến 180k. Không muốn giảm giá thì sẽ được tăng ngay gói này 30k. Loại này được tăng nắm nữ dung được cả nhá. Loại này là giúp đảm biên giá, làm cắn mịn giá, chi mụn nám tan nhan. Đây, đấy nha. Mặt nào không sấm nha. Ai chia sẻ lại chị mà quên nha. Giờ mà chia sẻ lại chị nhiều thì sẽ được tăng hai gói này 30k. Được, chia sẻ lại chị nhiều thì tăng hai gói, còn ít được một gói nha. Chia sẻ lại chính phải được tăng nha. Và đặt mua sơ thì phải được giảm giá. Mặt nạ hồng sâm, rồi là mặt nạ Bacca. Mặt nạ hồng sâm thì giúp nám tan nhan chi mụn, làm giả cắn mình. Còn mặt nạ Bacca thì làm giả cắn mình với là loại bột này dùng rất là dễ dùng, mùi rất là thơm. Sản phẩm này thì dùng ở cảm sát bán nhé. Chào Quỳnh Như nha. Chào Quỳnh Như nha. Đợi mọi người vào thêm thêm thì em sẽ giới thiệu thêm sản phẩm nhé. Các loại sản phẩm này ạ. Tháng 2 em sẽ giới thiệu thêm các loại sản phẩm này ạ. Mặt nạ chi mụn này ạ. Chi mụn nám tan nhan, trắng làn da căng mịn,
Đài này lấy xì là 112 ca nhá. Ai chia sẻ live stream chào tân chị Thánh Huyên nhá. Ai chia sẻ live stream tiếp theo được tăng nhá. Chia sẻ live stream với là mua đa mua giờ, chia sẻ live stream với là đặt mua giờ thì để lại số điện thoại và được tăng, được giảm giá đến 180k. Lại này là 200k. Chia sẻ live stream với là đặt mua giờ thì để lại số điện thoại nha, thì sẽ được giảm giá đến 180k. Ai không muốn giảm giá thì sẽ được tăng hai lần đấy nha. Ai mua để số điện thoại, để lại số điện thoại giúp em nha. Bên em sẽ có người vừa vào tư vấn ạ. Chưa nhiều người vào có em sẽ giới thiệu nha. Mặt nạ chị lấy xì mà hai cái nha, chị tân nha, không lấy tiền xịt nha. Ai chia sẻ like chị mình sẽ được tăng 1 đến 2 gói nha. 2 gói chị giá 30 cái nha. Bạn nào có muốn mình lý vào áo không ạ? Có ai muốn em lý vào không ạ? Chưa xong. Đây. 200k chia sẻ livestream. Ai chia sẻ livestream đặt sư thì để lại số điện thoại nha. Chia sẻ livestream đặt sư thì sẽ giảm giá 180k. Nếu ai không muốn giảm giá thì sẽ được tăng hai gói đấy nha. Nam nữ dùng được cả. Rồi loại này là nam nữ dùng được cả nha. Cho lấy bình nha. Loại này loại hồng sâm với bạc kha là đám nữ dung được cả nha. Chỉ giá một hộp là 200k. Ai mà đặt sơ và chia sẻ là chính thì sẽ được giảm giá 180k. Ship tên nha, không lấy tiền ship. Cảm đoán sau một thời gian này dung không yêu quá, không thể yêu quá thì sẽ phát tiền lại nha. Chắc con nhìn văn nha. Ở chỗ không? Chỗ đấy. Thế nha. Ở chỗ không? Hay mình có lớn. Ở chỗ thì khó có nồi đến mọc đây nha. 280 cá. 280 cá lắm ý. Ừ. 200k. Hai loại này 200k, một hộp là 200k nhá. Nếu mọi người vào xem nhiều thì em sẽ lý vào nhá. Áo là giá 25-30k nhá. Giá ha. Mới nhập về thì đang giảm giá. Chào Nguyễn Kinh Nhi. Dạ em bán mặt nạ tiêu mềm ạ. Mới lấy hàng về anh ạ. Nắm nữ dung được anh ơi. Nếu mà chưa sẻ là chim về mùa giờ thì sẽ giảm đến 180k. Và cũng muốn giảm giá, cũng muốn cũng muốn giảm giá thì để tăng hai gói này nhé. Hai gói này chỉ giảm 30k nha. Mua giờ đi 180k chứ muốn làm tăng nhanh nhá. Ôi có mô mô cho vừa tính nha số mà
Thế nha. Để xem xài lý vào nha. Xem sẽ chuyển sang lý vào nhá. Áo này chỉ giá 25-30k nhá. Mấy? Áo này 35k, áo này cho nam nhá. Nam nữ mắc đẹp lắm nhá. Hàng mới nhập về. Giảm giá 35. Thông cảm mà anh không có muốn. Giúp trắng anh ơi. Có mặt nạ thì cho da trắng đi. Có vẻ là chắc mồm, em vẫn dung mà. Cho không cả rồi. Cho không cả rồi nhá. Không chụp đấy. Mày mới chấp. Em sẽ lý vào ảo nhá. Ai muốn like, ai muốn lý vào like mặt nạ chim muôn không ạ? Chim muôn nám tắt nhán á. Áo này là 35k. Áo này nắm được dung được cả nhá. Đi tìm với em ướn được anh ơi. 35k nhá. Nam nữ mắc được nhá. Thằng lính đi theo đó anh đi. Đẹp đi mất. Thế nhá. Loài này là 85k. Con loài này 35. Ai mà 25 có làm không xịt nè. Nó sang em. À đây là 80k nha. Nếu mà ai chia sẻ thì sẽ được giảm giá đến 35-40k nha. Giảm đến 35-40k. Không lấy tiền xịt nha. Ai mà sẽ vẫn cái là chim đấy ạ. Đây 85k. Chia sẻ like chim ạ. Thì sẽ giảm đến 435k nha. Không lấy thêm ship nha. Mọi người nha. Đây. Em sẽ chuyển sang áo khác nha. Áo này 30k. Không lấy thêm ship nha. Ai mà đắt áo hoặc là gì á thì để lại số giá, số điện thoại nha. 25-30-35-45 có nha. 45k có nha. 20 không có mọi người nha. 25-30-45-80. Nếu mà ai chia sẻ like áo 80 á, ai chia sẻ thì sẽ được giảm nha. Anh mang đến nha, em lấy đi, em trả cái ship chê. Không anh ơi. Nhà em lấy tên ship anh ạ. Rồi đến nha. Ship đến nha, con lấy tên ship nha. Lấy chắc thứ nào thôi anh ơi. Lấy chắc thế nào. Đây 30k nha. Loại này 80k chia sẻ like chính thức này được giảm đến 40k nha. Đây. Loại này cũng 30k. Áo 30k cả nha. Loài này 30k nha, nắm được mắc được. Hàng mới về á. Kết thúc đi. Chào mọi người nha.